Thưa quý vị, theo báo cáo của một số chuyên gia tài chính, đầu tư vào đất nền, đặc biệt là đất nền vùng ven, đang dẫn đầu trong các kênh đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, cũng đã có những cảnh báo về sự xuất hiện trở lại của những cơn sốt giá ảo đất nền tại khu vực này. Như vậy thì liệu đất nền vùng ven có còn là kênh mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong thời gian tới hay không? Thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam xung quanh câu hỏi này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, thì trong những cái ngày đầu năm mới như thế này thì cái câu hỏi mà được các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay đó là cái kênh đầu tư nào thì sẽ mang đến một cái lợi nhuận tốt nhất. Thì theo một chuyên gia thì phân khúc đất nền, đặc biệt là đất nền vùng ven đang mang đến một cái lợi nhuận rất là tốt chỉ sau chứng khoán thôi. Thì bà nhận thấy là cái điều này nó có đúng với cái xu hướng của thị trường bất động sản không hiện nay không? Chúng tôi có nhận thấy là có những cái thương vụ đem lại một cái lợi nhuận rất là cao đối với bất động sản vùng ven. Nhưng mà tôi phải đưa ra một cái khuyến nghị ngay là nó không áp dụng với nhiều người. Khi mà chúng ta nghe tới có những cái trường hợp mà thực sự thành công như thế thì chúng ta chỉ biết có 1-2 trường hợp thôi, nhưng chúng ta không biết rằng có rất nhiều trường hợp là bị thất bại. Vì vậy mà đầu tư vào bất động sản, mà đặc biệt là bất động sản mà gắn liền với đất á, luôn luôn là một cái kênh yêu thích của đại bộ phận những người dân ở Việt Nam nói chung. Từ xưa tới nay, họ đầu tư vào căn hộ chẳng qua là bởi vì là căn hộ thì giá nó, cái khả năng chi trả nó tốt hơn. Và hiện tại thì các cái căn hộ dường như là cái nguồn cung nó nhiều hơn, cái thông tin các nguồn căn hộ nó cũng dồi dào hơn, khiến họ đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Nhưng mà tự trong cái sâu thẳm trong họ thì họ vẫn luôn luôn là muốn đầu tư vào đất. Bởi vì nếu mà ai trúng và ai thực sự nhạy cảm với cái nghề này này thì đầu tư vào đất bao giờ cũng mang lại một cái lợi nhuận khủng hơn, thậm chí cao hơn cả chứng khoán. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã thất bại thì cái mà chúng ta mất thì sẽ mất rất là nhiều. Cái lời khuyên của chúng tôi ở đây chỉ đơn thuần là các bạn hãy phải thật tỉnh táo khi đầu tư vào bất động sản vùng. Rất nhiều trường hợp là chúng ta dựa trên những cái sự phát triển của cơ sở hạ tầng để chúng ta chạy theo bất động sản vùng ven. Thế nhưng mà vì lý do gì đó cơ sở hạ tầng lại không được tiến hành hoặc tiến hành chậm tiến độ và chúng ta đã bị thua lỗ. Thì đấy là cái bài học mà các cái nhà đầu tư phải rất để ý. Nói như bà như vậy thì có một số nhà đầu tư họ đưa ra một kết luận là nếu mà muốn sinh lợi ở bất động sản vùng ven thì phải chấp nhận là đầu tư vốn dài hạn, thì không biết là như vậy có được. Đầu tư vào đất đã là một cái việc mà các nhà đầu tư là phải tính đến là đầu tư dài hạn rồi, thì thông thường là chúng ta sẽ phải đầu tư khi mà nó đang rẻ và bán khi nó đắt. Thì cái quãng thời gian đấy là chúng ta sẽ phải đợi khi mà thị trường phát triển lên, cơ sở hạ tầng được hình thành thì chúng ta mới có thể bán đắt được. Nó khác với khi chúng ta đầu tư vào đất tại khu vực trung tâm thì nó khác. Ở rất nhiều khu là chỉ lên giá khi mà được quy hoạch. Thế mà quy hoạch thì như chị biết là bài toán của 10 năm, 15 năm và 20 năm. Trong đó theo bà thì khu vực nào sẽ chứng kiến cái sự phát triển sôi động nhất? Thông thường thì chúng tôi sẽ nhìn vào cái phát triển cơ sở hạ tầng và cái quy hoạch đô thị của thành phố để xem rằng là thành phố hướng ưu tiên phát triển là hướng nào. Vì khi mà họ có ưu tiên phát triển thì lúc đấy họ sẽ đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng. Ưu tiên của phát triển của thành phố thì cho đến tận năm 2030 vẫn là khu vực phía đông và phía tây, phía đông và phía nam thành phố, cộng thêm một phần của khu vực phía tây bắc của thành phố. Và đó là lý do mà trong những năm qua thì rất là nhiều những cơ sở hạ tầng đã, đang và dự kiến sẽ được phát triển cho hai cái khu vực này là khu vực phía đông. Khu vực phía đông thì nó không chỉ đơn thuần là khu vực quận 2, quận 9 mà chúng ta đi xa hơn nữa là khu Nhân Trạch, khu Long Thành của Đồng Nai, hay khu phía nam thì đi xuống sâu hơn nữa là khu Nhà Bè, khu Bình Chánh v.v. Thì hai khu này tôi nghĩ nó sẽ là hai khu mà được hưởng lợi nhiều từ cơ sở hạ tầng và quy hoạch tổng thể. Tuy nhiên lưu ý là không phải mỗi mình tôi nhìn thấy cái điều đó mà rất nhiều người đều nhìn thấy cái điều đó rồi. Và do đó rất nhiều người hiện tại đang đầu tư vào hai khu vực này. Giá đất nó không còn rẻ nữa. Và cái nguồn đất mà để đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư có thể là sẽ bị hạn chế hơn.
tại những cái khu vực khác. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng những khu vực mà ví dụ như khu vực phía tây bắc thành phố, những khu vực mà dọc theo cái tuyến đại lộ Đông Tây mà đi xuống khu vực quận 8, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái khu vực đó, những khu vực mà có thể là nó chưa phải tâm điểm tại thời điểm hiện tại, nhưng mà có thể là cái khu vực mà hiện tại giá đất đang rất là phù hợp với những người mà có khả năng chi trả từ trung bình, từ thấp tới trung bình. Và trong tương lai thì là chúng tôi nghĩ là với cái nguồn cung nó không phải là quá nhiều, thì cái sự cạnh tranh nó chưa phải quá cao, thì cũng có thể là một cái địa điểm mà các anh chị có thể hướng tới. Cũng giống như những cái phân tích của bà lúc đầu, thì hiện tại cũng đã có một vài chuyên gia họ đưa ra cảnh báo là đã có dấu hiệu của những cái cơn sốt ảo giá đất nền tương tự như những điều gì mà chúng ta đã chứng kiến đầu năm 2017. Thì CBA có nhận thấy cái dấu hiệu này hay không, và liệu rằng đất nền có tiếp tục là một cái miếng bánh mang đến cái lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư? Đúng là có cái sốt ảo ở trên thị trường, nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cơn sốt ảo như thế á, nó thường nó không có kéo dài, và nó sẽ bị dập tắt, một là bởi bản thân các cái nhà đầu tư cá nhân, và thứ hai là chính quyền họ, chính phủ họ cũng chủ động đưa ra các cái bài báo cảnh báo qua những cái kênh thông tin, cũng như là qua những cái hội liên quan. Ví dụ như bản thân Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rất là tích cực để đưa ra những cái bài báo cảnh báo. Chúng tôi nhận thấy rằng là cái người mua hiện tại thì họ rất là thông minh hơn nhiều những cái thời điểm trước đó. Ở đâu đó thì sẽ có những người mua mà họ chạy theo đám đông và họ bị cái lợi nhuận như chị nói là lợi nhuận rất là cao của cái đầu tư vào đất làm cho nhiều khi họ không suy nghĩ được thấu đáo, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn chứ nó không bị kéo dài như thời điểm trước đây, bởi vì là cái thị trường hiện tại thông tin nó đã quá nhiều và những cái người có liên quan ngay lập tức họ nhảy vào, họ đưa ra những cái cảnh báo. Chưa kể là những cái mạng xã hội họ có cái tác dụng là đưa cái thông tin lan truyền nó rất là nhanh, thì tất cả những cái đấy nó khiến cho thị trường đâu đó thì có bị sốt ảo, thế nhưng mà ngay lập tức là người mua đã tự điều chỉnh lại, tự nhìn nhận được và tự mình thoát ra được khỏi cái dòng sốt ảo đó. Dạ vâng, cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.